Phượng xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình VTV phát hành vào lúc 1:30 trưa ngày thứ Bảy, 10 tháng Giêng năm 2015. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay được mở đầu với phần tin AA Success và tiếp theo là phóng sự văn nghệ cây quỷ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại hải ngoại. Và sau cùng là chương trình Phúc âm hàng tuần. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi bản tin AA Success qua chủ đề Tìm hiểu việc khai thuế năm 2014 với Kiều Thu và Trọng Đạt. Xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị đến với chương trình AAS Today với Trọng Đạt và Kiều Thu hôm nay. Dạ, chào chị Kiều Thu. Kính chào quý vị. Đạt, lại tiếp tục cái vấn đề thuế. Kiều Thu đã hứa với quý vị là vấn đề thuế là vấn đề rất là nhiều khê mà Kiều Thu học 6 năm trong đại học cũng không biết được hết. Tại vì cái luật thuế cũng có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trường hợp. Trong cái chương trình kỳ trước, Đạt có nói đến cái vấn đề giữ gìn giấy tờ và nhận được những cái giấy tờ của sở thuế và mình phải khai báo cho đúng thành thật này kia. Thì cái mùa lễ là cũng là cái mùa cho những kẻ gian làm việc một cách tích cực đó. Tôi nghe nói vậy. Thành ra có nhiều người họ nhận được những cái cú phone hoặc những cái sự hăm dọa mà tự nhận là người mình là người của sở thuế. Thì nhất là đồng bào của mình á, làm sao mình tránh được để mình biết đâu là sở thuế, người của sở thuế thật, đâu là người giả để hù dọa. Và có người cũng đã gửi check để trả tiền những những kẻ mạo danh đó. Thì thưa chị, là phần gần như là 100% là khi một sở thuế chính thức của chính phủ Mỹ có một vấn đề gì với người khai thuế thì họ không có đủ nhân lực để mà họ gọi điện thoại đâu. Họ không sẽ có gửi, điện thoại. Họ sẽ gửi một cái văn kiện đến cho mình. Và cái thơ chính thức có cái logo của sở thuế IRS, nếu mà người nào mà giả mạo đó coi như là cái luật tội pháp, nặng không? Tội rất là nặng. Thành ra cái chuyện đó thường thường ít xảy ra. Thành ra không ít khi mà cái người gian lận họ đi vào cái con đường gọi là mail những cái văn kiện mà giả mạo. Nhưng họ gọi điện thoại đó đã. Nhưng họ điện thoại hoặc là họ gửi email hoặc gọi email hoặc là có xong cái họ website bảo mình link vào đây. Link vào đó thì đó là chuyện thường xảy ra. Thì mình nên rất cẩn thận. Thì nói chung cái chuyện tốt nhất đó, cho người dân hoặc là quý vị đang theo dõi chương trình mà có những chuyện như vậy xảy ra trong quá khứ thì nên để ý là đừng nên nói chuyện tiếp tục cú phone và xin vắn tắt khéo léo để mà nói cái người gọi điện thoại đến cho mình, xin gửi văn kiện đến để mà coi theo dõi coi nó viết những cái lời lẽ như thế nào. Vâng, mà khi mà họ nói yêu cầu gửi thơ đến chúng tôi đó thì họ hay nói vậy thì ông hay bà làm ơn verify cái số xã hội và cái số địa chỉ cho tôi để tôi đúng theo cái hồ sơ. Thì Đạt nói là trong trường hợp đó là mình cũng không phải mình cúp phone thôi. Không cho địa chỉ, không cho số xã hội, dầu là 4 số cuối hay là 3 số tại đầu vì, cũng không cho. Tại khi khi mà một cơ quan sở văn phòng chính thức đại diện của một county hay chỉ là sở thuế hay là một vân vân thì họ đều có những cái information về mình hết rồi. Thật ra đừng có verify, không có cho gì hết. Khi mình nói đến cái vấn đề mà lường gạt cuối năm đó thì kẻ gian đôi khi họ nghĩ ra nhiều trò mà chính cả cảnh sát cũng không có biết trước hết được để mà warning cho mình. Thì thuế, giả mạo sở thuế là một trong những cái hình thức mà có thể lợi dụng cái sự nghĩa là sợ sệt hay của người dân để mà họ không biết luật. Ngoài ra khi mà W2 đó, khi mà T99 chẳng hạn, khi mình đi làm đó, cái người nhân viên, cái người chủ khi mà họ trả cho mình một cái W2, họ đưa cho mình rồi, xong rồi cái họ thí dụ mình không bao giờ nhận được thì bây giờ mình có quyền kêu để khiếu nại và đòi một copy thứ hai và người chủ có bắt mình phải trả tiền cho cái copy đó không? Dạ thưa không. Không có quyền hay là mình không? Họ không có quyền. Và đó là nhiệm vụ của người chủ. Nếu mà mình là một cái cơ sở thương mại
thì nếu mà mình đã có trách nhiệm của mình để gửi W-2 cho nhân viên của mình, thì cái nhân viên có quyền để mà đòi chuyện xin với người chủ để xin coi coi cái W-2 đã về chưa. Còn cái chuyện mà sợ để mà mình làm 1099, nếu mà mình nhờ một công sở nào đó về sở thuế làm một cái 1099 cho mình, nếu mà cái công sở đã gửi cho mình rồi mình xài mình mất đâu thì mình trở lại công sở thuế, thì tùy theo cái công việc làm giá tiền đặt ra của công sở thuế đó, một cái nhà tư khai thuế thì khu văn phòng khai thuế tư họ muốn làm gì họ làm. Họ đặt tiền, họ một cái copy tính của tiền là tính tiền là 25 đồng 50 đồng, đó là chuyện quyền tự do của họ. Thì nếu mà mình bất cẩn hoặc là mình mất hoặc là mình cần cái dịch vụ đó thì là họ có quyền tính. Cái người chủ thương mại ít khi mà có khả năng làm cái 1099, mà mình cũng không nên khuyên, ngay cả chính mình cũng không dám làm chuyện đó, tại mình không có thời giờ để cho một người nào chuyên môn để làm một cái 1099 hay W2. Khi mà họ làm xong rồi thì họ có cho mình chừng đó copies, nếu mà mình cần thêm thì có chuyện giữa giao kèo giữa hai bên để làm sao giá cả nó phải chăng giữa hai bên. Câu chuyện này là để đẻ ra cái sự khác biệt giữa 1099 và W2 employee. Nhưng mà rất tiếc mình phải tạm ngưng chương trình ở đây. Cảm ơn Đạt rất nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn chị Kiều Thu. Cảm ơn quý vị. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình kỳ tới. Tiếp theo chương trình, Bích Phượng xin gửi đến quý vị phóng sự Văn nghệ cây quỵ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại hải ngoại. Xin kính mời quý vị theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả. Vừa qua vào đêm 2 tháng 1 năm 2015, một buổi văn nghệ mang tên Hương Sen và Đạo Tình được tổ chức tại nhà hàng Crystal Palace, vùng Canley Heights, nhằm gây quỹ cho Đại hội Khoáng Đại lần thứ 5 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại, Úc Châu và Tân Tây Lan, cũng như để trùng hưng Tam Bảo chùa Long Quang ở Cabramatta, với sự góp mặt của hai ca sĩ từ Hoa Kỳ là Thế Sơn và Phi Nhung. Kính mời quý vị khán giả theo dõi những hình ảnh sau đây. Ngôi nhà Phật giáo tại nước Úc đã gắn liền với dân tộc và vận mệnh thịnh hay suy của cộng đồng người Việt tự do trên toàn liên bang Úc Châu. Thay mặt Giáo Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại Úc Châu Tân Tây Lan, chúng tôi xin gửi đến tất cả lời chào mừng tha thiết nhất và cầu chúc quý vị năm mới 2015 và còn vài tuần nữa chúng ta bước sang năm mới Ất Mùi, có tròn một mùa xuân an lạc tại xứ người. Kính thưa quý vị đồng hương Phật tử xa gần, tôi là thầy Phổ Hương, trụ trì chùa Long Quang tại số 62 Alice Street, Cabramatta. Theo qua câu hỏi của chị, buổi tổ chức buổi tiệc chay gây quỹ hôm nay nó có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là ủng hộ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan có một chút ít tài chính để vào tháng 5 2015 sẽ tổ chức Đại hội Khoáng Đại tại Melbourne, Tu viện Quảng Đức. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan hôm nay là nhiệm kỳ thứ 5, tức là 4 năm đại hội một lần. Cho nên 4 lần đã trôi qua, sắp sửa tới là lần thứ 5. Cho nên vì chi phí mời tất cả các hòa thượng chư tôn đức từ khắp nơi như Canada, Mỹ, Âu Châu về tại Úc Châu mình, mà tại thành phố Melbourne, Tu viện Quảng Đức, để mà tham dự cái đại hội Khoáng Đại kỳ tới, đó là kỳ 5 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại. Vì vậy cho nên mới đứng ra tổ chức buổi tiệc chay này, đó là việc thứ nhất. Vì thứ hai là chúng tôi cũng mới vừa thành lập cái ngôi chùa Long Quang nho nhỏ được hơn một năm ở tại khu Cabramatta đây. Cho nên tình hình nó còn sửa chữa rất là nhiều, rất là nhỏ bé, chỉ có vỏn vẹn 800m2 thôi. Với một căn nhà nhỏ chúng tôi sửa lại là một nơi để hướng dẫn Phật tử tu tập. Tuy nhiên về mặt sửa chữa nó cũng hơi còn khó khăn và nhiều.
Vì vậy thì kết hợp hai việc đó cho nên mới có buổi tiệc chay gây quỹ hôm nay. Em ơi, nhớ thương, thương nhớ cả đêm. Trong dịp này, ca sĩ Thế Sơn cũng cho biết về chương trình ca nhạc mang tên Hành Trình Một Giấc Mơ và lý do anh cộng tác với trung tâm Asia. Khán giả của chương trình Asia số 76 thì phải nói là wonderful. Sơn đi hát ngót 30 năm mà đây là lần đầu tiên Sơn thấy được một cái hiện tượng như vậy. Trước giờ thấy Sơn chưa có hân hạnh được trình diễn trong một chương trình nào mà khán giả đồng loạt đứng lên và vỗ tay theo ca sĩ, theo điệu nhạc, theo ca sĩ. Thì đó là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn của một người ca sĩ như Thế Sơn. Thật sự thì Sơn hát cho Thúy Nga cũng 20 năm. Sơn cũng muốn thay đổi một cái sân khấu mới và đặc biệt là cái đường lối, cái hướng đi của Sơn á, có rất là nhiều điểm tương đồng với cái hướng đi của Asia. Hoài Phương và Nam Hương tường trình từ Kelly High xin kính chào quý vị khán giả. Đến đây chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Hủ tiếu mì La Cây Chợ Lớn đã nổi tiếng từ thập niên 60, nay xin phục vụ quý khách vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tại trung tâm thương mại Eden Center. Hủ tiếu mì La Cây Chợ Lớn tọa lạc tại số 6793 Wilson Boulevard, Fortress, Virginia 22044. Điện thoại liên lạc 703-531-1420, 703-531-1420. Tàu hủ Thanh Sơn, nơi nhộn nhịp nhất tại thương xá Eden, luôn có quý khách xếp hàng thật dài. Tàu hủ Thanh Sơn, nơi của quý đồng hương yêu chuộng chè, xôi, chả cá, chuối nướng, khoai mì dừa. Đặc biệt trà chân châu, tàu hủ đủ loại, sữa đậu nành, giò lụa, giò bì và nhiều món ăn đặc biệt theo mùa như bánh trung thu và bánh chưng. Tất cả món ăn được nấu và sản xuất tại chỗ. Mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng tới 8 giờ tối. Địa chỉ số 6793 Wilson Boulevard, Fortress, Virginia 22044. Điện thoại số 703-534-1202, 703-534-1202. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fortress, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Quý khách từ phương xa ghé thăm DC, quý khách yêu thích món ăn hải sản, xin mời đến nhà hàng đồ biển trong khu Georgetown Pier 2934. Đặc biệt, nhà hàng có bàn lộ thiên để quý khách vừa nhìn ngắm sự nhộn nhịp của Georgetown, vừa thưởng thức các món ăn tuyệt hảo. Đặc biệt, vào mỗi thứ ba, từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối, All You Can Eat Snow Crab Legs mà chỉ có 30 Mỹ Kim. Nhà hàng tọa lạc tại 2934 M Street Northwest, Washington DC 20007, điện thoại số 202-337-4536, chủ nhân kính mời. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình VTV. Tiếp theo chương trình, Bích Phương xin mời quý vị theo dõi phần chương trình Phúc Âm Hàng Tuần do Giáo xứ Thánh Giuse North Carolina thực hiện. Chúng tôi là Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị và các anh chị trong Giáo xứ Thánh Giuse. Xin kính chào quý khán giả. Khi ấy Gioan rao giảng rằng, có đấng đến sau tôi, nhưng quyền năng hơn tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây dài cho người. Phần tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần. Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nazareth xứ Galilea đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở dòng sông Gioan. Khi vừa lên khỏi nước, người liền thấy trời mở ra, và thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán, con là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta. Chúng ta vừa lắng nghe một đoạn phúc âm của Thánh Marco rất ngắn gọn và ý nghĩa. Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng tin mừng ơn cứu độ, và Chúa đã đến bờ sông Giô-đan
để ông Gioan tẩy giả làm nghi thức thanh tẩy. Khi Chúa Giêsu lên khỏi mặt nước, thì trời mở ra và có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta. Thiên Chúa Cha đã xác định chính Chúa Giêsu là con yêu dấu của Chúa và rất đẹp lòng Chúa. Lời xác định của Thiên Chúa Cha làm cho chúng ta cảm thấy rất phấn khởi và tràn đầy hy vọng, bởi vì qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được trở nên con cái của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Và chúng ta đang cố gắng noi gương Chúa Giêsu để sống một đời sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn nghe Thiên Chúa Cha nói với mình: Con là con ta yêu dấu, con đẹp lòng ta. Bởi vì việc sống đẹp lòng Thiên Chúa là ưu tiên hàng đầu trong đời sống của người tín hữu. Cho nên tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những cách sống đẹp lòng Chúa để chúng ta tiếp tục thi hành. Và đây cũng là dịp tốt để chúng ta nhìn lại xem có những quan niệm và cách sống cần phải được cải tiến. Chẳng hạn như quan niệm cho rằng mình không phạm tội nghiêm trọng và mình luôn giữ ngày Chúa Nhật, như thế là mình đã sống đẹp lòng Chúa rồi. Điều này thì chưa chắc, bởi vì những người luật sĩ và biệt phái thời xưa đã tuân giữ các giới luật rất nghiêm ngặt và họ không có phạm những tội tày trời. Thế nhưng họ đã bị Chúa Giêsu khiển trách là họ thiếu lòng nhân từ bác ái. Họ chỉ tuân giữ các giới luật một cách máy móc và hình thức, trong khi đó họ đối xử không tốt với những người chung quanh. Tuân giữ các giới luật của Chúa thì tốt, vì luật Chúa là để bảo vệ cho mình khỏi lầm đường lạc bước. Nhưng chính bản thân nó thì chưa đủ để làm đẹp lòng Chúa. Một quan niệm nữa cũng cần phải được cải tiến. Đó là chúng ta nghĩ rằng khi nào bản thân mình không còn phạm tội nữa thì mình mới sống đẹp lòng Chúa. Quan niệm này cần được cải tiến ở chỗ: đúng, chúng ta cần phải xa lánh tội lỗi để mỗi ngày một trở nên tốt lành thánh thiện hơn. Nhưng không phải khi nào mình đạt tới mức hoàn thiện thì Thiên Chúa mới yêu thương mình. Thiên Chúa đã luôn yêu thương và giúp chúng ta trở nên tốt hơn mỗi ngày. Trước mặt Chúa, ai trong chúng ta cũng có tội. Có người phạm tội nặng hơn, có người phạm tội nhẹ hơn. Nhưng khi chúng ta biết đặt niềm tin tưởng vào ơn tha thứ của Chúa và quyết tâm để sống tốt hơn, thì chúng ta đang làm đẹp lòng Chúa. Sự cố gắng mỗi ngày của chúng ta mới là cách sống đẹp lòng Chúa. Quan niệm thứ ba mà chúng ta cũng thường gặp là nhiều người nghĩ rằng nếu chúng ta đọc kinh nhiều và nói nhiều về Chúa thì chúng ta làm đẹp lòng Chúa. Quan niệm này đã được Chúa Giêsu sửa dạy. Chúa nói, không phải ai nói lạy Chúa là được vào thiên đàng. Chỉ có những người thi hành thánh ý của Thiên Chúa thì mới được vào thiên đàng. Đời sống đức tin đòi hỏi chúng ta phải thi hành bằng chính đời sống của mình, chứ không phải chỉ nói bằng lời mà thôi. Chính vì thế mà chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu và hãy học nơi Chúa những cách sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha để chúng ta áp dụng vào trong đời sống của mình. Chúa Giêsu đã dạy, hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta. Cho nên chúng ta hãy học những điều đẹp lòng Thiên Chúa từ nơi Chúa Giêsu. Ví dụ như khi nhìn lên Chúa Giêsu, chúng ta thấy một mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đã sống và đã giảng dạy rằng ta và Cha ta là một. Ta đến là để thi hành thánh ý của Cha ta. Một đời sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha là một đời sống luôn luôn kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Đây là mối liên kết chặt chẽ và bền vững trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Để có được mối tương quan bền vững và thân thiết này, Chúa Giêsu đã luôn cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Sau một ngày mục vụ mệt mỏi, Chúa Giêsu đã tìm nơi vắng vẻ để cầu nguyện riêng với Thiên Chúa Cha. Trong cuộc sống ngày nay cũng vậy. Để sống đẹp lòng Chúa, việc trước tiên mỗi người cần phải thi hành là cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Chúng ta phải nuôi dưỡng và phát huy mối tương quan của bản thân mình với Chúa. Mỗi ngày, cho dù công việc có bận rộn đến đâu, chúng ta hãy dành thời giờ riêng cho Chúa. Hãy tâm sự với Chúa, bày tỏ nỗi lòng mình với Chúa và hãy để Chúa chia sẻ và đồng hành với chúng ta. Ngày Chúa Nhật, hãy đến nhà thờ để cùng nhau thờ phượng, chúc tụng và tạ ơn Chúa. Khi bản thân mình giữ được mối tương quan mật thiết với Chúa, thì chúng ta đang noi gương Chúa Giêsu làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Điều thứ hai mà chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu thi hành và giảng dạy
là Chúa luôn trung thành với sứ vụ. Cho dù gặp biết bao gian nan thử thách, Chúa Giêsu vẫn luôn chu toàn thánh ý của Thiên Chúa Cha. Chúa nói: Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén đắng này, nhưng đừng theo ý con mà xin vâng theo thánh ý của Cha. Chúa Giêsu đã quyết tâm chu toàn thánh ý của Thiên Chúa Cha, cho dù phải chấp nhận đau khổ, tủi nhục, bị phản bội, chịu chết, Chúa vẫn luôn chu toàn sứ vụ của mình chứ không bỏ cuộc. Qua sự trung thành với sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Trong cuộc sống ngày nay cũng vậy. Để sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha, mỗi người chúng ta cũng hãy trung thành với vai trò trách nhiệm của mình. Khi phải đối diện với những khó khăn, gian khổ và thử thách, chúng ta không bỏ cuộc. Những cơn giông tố cuộc đời sẽ đến với chúng ta, không ai tránh khỏi. Cho nên chúng ta hãy biết đối diện với những gian nan khốn khó một cách bình an và kiên vững. Một cuộc sống đẹp lòng Chúa là một cuộc sống luôn biết trung thành để chu toàn những gì Thiên Chúa đã trao phó trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời. Điều thứ ba mà chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu thi hành và giảng dạy là lòng cảm kích và biết ơn. Chúa Giêsu đã rất nhiều lần hướng dẫn các môn đệ và dân chúng về nhân đức này. Hằng ngày chúng ta hãy biết quý những gì mình có, chứ đừng than phiền trách móc. Khi chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi ngày chúng ta than phiền và trách móc người khác nhiều hơn là chúng ta biết cảm kích họ. Chúng ta than phiền khi thời tiết không theo ý mình muốn, chứ chúng ta ít khi cảm kích là mình có được nhà cửa ấm cúng, trong xe thì có máy sưởi. Trong khi đó còn biết bao nhiêu người đang chịu cảnh lạnh lẽo, màn trời chiếu đất. Chúng ta than phiền là thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị của mình, nhưng ít khi chúng ta cảm kích là mình có lương thực để nuôi sống, trong khi đó còn có biết bao nhiêu người đói khổ. Chúng ta than phiền là mình hay bị đau chỗ này, yếu chỗ kia, nhưng rất ít khi chúng ta cảm kích sự sống mình đang có. Một cuộc sống biết ơn và cảm kích những gì mình đang có là một cuộc sống rất đẹp lòng Chúa. Tôi xin được chia sẻ một cuộc sống của một linh mục người Mỹ bạn tôi đang nằm liệt trên giường. Ngài là một linh mục còn khá trẻ, mới ngoài 50 tuổi. Ngài có một biệt tài về thuyết giảng và xây dựng cộng đoàn đức tin, cho nên việc truyền giáo của Ngài rất phát triển và khắp nơi người ta đều mến mộ Ngài và mời Ngài đến để giảng thuyết. Lịch làm việc của Ngài đã được lên chương trình dày kín ít nhất là 3 năm liền. Nhưng có ai ngờ, một người đang ở tuổi hoạt động tích cực và năng nổ như vậy, thì đột nhiên Ngài gặp một tai nạn giao thông và toàn thân không cử động được. Đây là một cú sốc cho Ngài và cho những người thân và bạn hữu. Khi tôi đến thăm Ngài, mặc dù không ngồi dậy được, nhưng Ngài vẫn nở nụ cười. Chúng tôi trò chuyện, nhắc lại thời đi học, rồi nói qua những công tác mục vụ, nhắc tới những niềm vui cùng với nỗi buồn. Sau đó tôi mới mạo muội hỏi Ngài một câu: Bao nhiêu năm qua, Cha đã đi khắp nơi để rao giảng phúc âm, Cha đã rất năng nổ, bây giờ Cha có buồn không khi mình không còn làm được những điều đó nữa? Cha nhìn tôi với ánh mắt tươi cười và bảo: Tớ đang sống rất hạnh phúc. Thứ nhất, sau tai nạn đó, tớ vẫn còn sống. Đây là một hồng ân tuyệt vời, bởi vì hàng năm đã có biết bao nhiêu người phải thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Thứ hai, bây giờ tớ có rất nhiều thời giờ để cầu nguyện và chiêm niệm, mà ngày xưa vì quá bận rộn, tớ không làm được. Thứ ba, bây giờ tớ đang có nhiều thời giờ dành cho người thân và bạn hữu. Mặc dù tôi rất buồn khi nhìn thấy bạn mình phải nằm liệt trên giường, nhưng sau khi nghe Ngài chia sẻ như vậy, tôi cảm thấy rất bình an, bởi vì Ngài đã sống một cuộc sống đẹp lòng Chúa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, Ngài đã giữ được mối tương quan mật thiết với Chúa. Ngài đã luôn trung thành với sứ vụ của mình. Cho dù là lúc hoạt động sôi nổi hay lúc nằm liệt trên giường, Ngài vẫn luôn là một linh mục tốt. Thứ ba là Ngài luôn biết cảm kích những gì mình đang có. Theo tôi thì đó là một cuộc sống đẹp lòng Chúa. Chương trình phúc âm hàng tuần từ giáo xứ Thánh Giuse đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này.
quý vị có thể xem lại chương trình này trên mạng tại giáo xứ Thánh Giuse.net. Thân ái kính chào quý vị và xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. VIA Hội Người Việt cùng với các tổ chức Every Woman's Life, Common, Evan, Fairfax County xin thông báo chương trình chụp quang tuyến vú Mammogram thử nghiệm ung thư cổ tử cung Pap smear hoàn toàn miễn phí cho phụ nữ ở vùng Virginia. Xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-532-3716 hoặc vào trang mạng viahoinguoiviet.org. Trân trọng kính mời quý đồng hương và thân hữu cùng đến chung vui buổi họp mặt mừng năm mới Ất Mùi 2015 do Hội Thân hữu Gò Công vùng Hoa Thành Đốn tổ chức vào lúc 7 giờ chiều ngày thứ Bảy 28 tháng 2 2015 tại nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fort George, Virginia. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Tour 703-338-7425 hay ông Thông 703-495-0834. Hội cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình Đêm Lâm Viên 2015 với chủ đề Hướng về xứ Việt vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Bảy 7 tháng 3 2015 tại nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fort George, Virginia. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Lại Đình Đáng 703-542-2549 hay ông Tung Thất Bang 703-978-3315. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của VTV xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.